là thằng có trên đây. What? Đúng trang không? Ủa gì vậy? Một tòa ra mắt. Anh biết dùng hành động thôi. Anh chỉ biết dùng hành động thôi. Món quà là em đến xem bao nhiêu tiền? Nó ở cái tập. Từ lúc tôi ghép đôi đến bây giờ tôi ghép bao nhiêu là đôi rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy là có cái màn gọi là mới đầu mở đầu nó như bao nhiêu tiền? 10 triệu ạ. Ôi, 10 triệu. Thật là vãi chưởng. Em chỉ nói như này thôi, đó là anh ấy vừa đẹp trai đúng không ạ? Vừa nhiều tiền lại còn biết khiêm tốn nữa. Ơ kìa em. Chắc là như thế. Thế anh tôi không phù hợp với anh tôi rồi. Yes. Anh... À, anh tôi là những người phải là đồng điệu từ tâm hồn. Mày cầm mồm đi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ôm anh đi em ơi. Trong mùa đông lạnh giá, các bạn không có người yêu có buồn không? Lê lê mới là không có người yêu. Lê lê. Chắc chắn là buồn chứ còn gì nữa. Đúng. Tôi không có người yêu tôi cũng buồn. Nhưng mà không sao, tôi lên đây để có trách nhiệm cao cả, đó chính là tạo ra các đôi. Và làm gì ạ? Trong mùa đông lạnh giá như thế này, nếu mà không có người yêu thì làm gì có cơ hội để mà ôm ấp người yêu rồi là đi ăn đi chơi các thứ cùng người yêu đúng không ạ? Thế nên là các bạn hãy lên đây để tôi ghép đôi cho có người yêu mang về. Còn bây giờ thì đi tìm người chơi đầu tiên thôi nhá. Let's go. Có ai chưa có người yêu không ạ? Có ai muốn có người yêu trong mùa đông lạnh giá này không ạ? Đây có người yêu rồi nhá. Thế đây là gì, cho mình hỏi đây là ai của bạn? Chị. Tôi là mày đừng có bốc quét. À chị à? Chị thật không ạ? Chị thật. À bạn yeah. Của alo. Cái gì đấy ạ? À? Hồi toàn. Nào, có ai muốn có người yêu không ạ? Alo alo alo. Alo alo. Bạn có người yêu chưa? Bạn có người yêu chưa? Thằng em này. Nè, thế tôi hỏi này, thế có người yêu chưa đã? Chưa có người yêu, thế cảm thấy như thế nào? Hiện tại thì cảm thấy chưa có người yêu có buồn không? Không, vui mà. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mùa kìa. Mùa đông không lạnh, mùa đông không lạnh đây. Mùa đông không lạnh, đấy, outfit của mùa đông không lạnh. Muốn có người yêu không? Trời. Sao không có nhu cầu luôn? Không nhu cầu, ôm gái đẹp ở đây là được rồi đúng không? Thôi lát nữa mình lại quay sau ôm nhau nhé, nếu mà không có nhu cầu. Ok luôn bạn ơi. Thế thì bạn ở đây để bạn xem mình ghép đôi nhá. Cảm ơn bạn. Có bạn nữ nào muốn có người yêu không ạ? Alo. Alo alo. Ôi, em có người yêu chưa? Em chưa. Ôi giời ơi, thế này muốn có người yêu không? Em có. Hợp lý luôn. Có á, vào cái đôi nhá. Ok, đi. Ôi, nhưng mà quay lại từ từ. Em đang bị đau chân, Nhưng mà làm sao đấy? Em ngã xe chứ. Có nghĩa là trong cái quá trình lên di chuyển lên đây để muốn xem ghép đôi thì đã bị ngã xe hả? Vâng chị ơi. Ngã xe nhưng mà vẫn hàm hố, muốn có người yêu. Thế thì đi vào thôi, được rồi. Ghép đôi là em phải đứng xem. À, ok, được, được, đây, đây. Em đẹp, em xinh. Oh. Wow. Thật là tuyệt vời. Thương đấy nhở. Ôi nhưng mà mùa đông như thế này mà đau chân thì chắc là cần có một anh người yêu để ôm ấp các thứ bắp chân cho rồi đúng không? Đúng, đúng. Em làm sao? Ngã xe như nào? Bốc đầu chị ạ. À, bốc đầu à? Bốc đầu chứ. Bốc đầu luôn anh em ơi. Quá dữ dằn luôn. Đâu, khoe đi xem ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, thương thật sự luôn ấy. Không sao, Chúa phù hộ em. Bây giờ em giới thiệu qua bản thân mình, nói em tên gì nhỉ? Hello, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Thảo Anh, em sinh năm 2K1. Wow. 2K1, Thảo Anh 2K1 quê ở đâu? Em quê ở Hà Giang. Quê Hà Giang à? Gái Hà Giang xinh lắm mọi người, đây là điển hình ạ. Xinh mà đúng không? Thế gu người yêu của em như thế nào? Em thì thích con trai có tài. Con trai có tài? Đặc biệt là tài chính. Ôi bạn ơi! Chị đang định bảo là tài lẻ là lẻ loi. Em bảo tài chính luôn. Nhưng mà cái gu này chị nghĩ là gu chung của con gái rồi. Tài chính, ngoài tài chính ra thì em có muốn người yêu như nào đâu? Yêu chiều hay là cái gì không? Em thích một người yêu kiểu cũng có chiều cao một chút. Có chiều cao? Yêu chiều em. Thương em. Thương em. Thấu hiểu. Thấu hiểu. Không có đâu.
đặc biệt ấy là cái hồi mà em xem kênh mình mà chuyên giới thiệu với audition này, với lại ao hai này, ao beat này, thì em đã tập thành chơi cho em nghiện lắm. Là nghiện thì là giả rồi. Đam mê à? Thế nên là muốn có một người yêu để có thể tham gia chơi cùng với em buổi tối đúng không? Đúng rồi. À, ok. Gì nữa không? Còn gì nữa không? Em thích có người yêu vừa chơi được ao với em này, có thể mua cho em những bộ cánh ở trong ao vì em thích game lắm. Hôn như mày. Quê tao nhiều lắm. Mà game kiểu em thích đẹp ấy chị. Đúng rồi. Game là phải đẹp chị ơi. Được. Thế thì ngày hôm nay nhá, giữa hàng trăm boy ở đây, chị sẽ tìm cho em một boy mà đúng đáp ứng được đúng cái nguyện vọng của em đi. Em tin chị không? Em tin 100% vào chị. Lừa rồi. Em tin vào chị đi. Tin rất đéo là được. Thảo Anh 2K1 đến là vang của ai muốn kết nối Thảo Anh không nhở? Anh có người yêu chưa? Em chưa. Thế có muốn kết đôi không? Bạn nữ xinh xắn. Ôi bạn ấy like luôn kìa. Vào. Vào rồi. Vào nào. Đấy xin mời, xin mời. Ôi like luôn mà. Ủa alo. Đứng bên đây. Đấy một bạn đứng đầu tiên ở đây. Còn hai muốn kết đôi không ạ? Ôi, xin mời. Trời ơi, dễ chưa? Dễ chưa? Được, 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 đây sẽ là... Có người yêu chưa? Có người yêu rồi, đang người em đây. Ôi trời ơi! Đéo tin. Em yêu rồi, người em đây. Hôn cái đi. Thế thì tình yêu đấy. Ai thu, đứng hình mất 5 giây. Em thì tin được thề với cả các bạn. Trai đẹp đã ít rồi nhưng mà người ta còn yêu nhau không mọi người? Quá tuyệt vời! Anh của em giám đốc công ty... Em xin mời anh ạ, em xin mời anh. Đây, sao đây? À đi vào đây kết đôi với bạn gái xinh gái như thế này. Anh có người yêu chưa? Chưa vợ. Đây, xin mời. Đây, xin mời anh. Thật là tuyệt vời. Nó lại tài quá. Nào còn ai nữa không nhỉ? Còn bạn nào nữa không ạ? Còn ai muốn kết... Ôi, boy Hàn Quốc à? Chào bạn có người yêu chưa nhỉ? Mình chưa. Chung ghét đấy nhờ. Thế bạn có nhu cầu muốn kết đôi với bạn Thảo Anh xinh gái kia không? Mình chưa muốn có người yêu. Bốc phét ít thôi. Chưa muốn có người yêu á? Nhưng mà có thích không? Nhìn gần mới biết được chứ. Thế để xin mời. Đây mình sẽ cho bạn vào gần. Đây xin mời. Đây nhìn gần chưa? Đây thế này đủ gần chưa? Xinh không? Xinh ạ. Thế thì có vào không? Vào luôn chứ. Vào luôn xin mời bạn. Lươn lẹ. Đây là chỗ của bạn. Đây. Bạn đứng ra đây ạ. Đấy nhá, đứng đúng chỗ đấy nhá. Wow, em thấy thế nào? Em tin chị. Được rồi, thề. Bây giờ Thảo Anh giới thiệu lại cho 5 anh chàng ở đây một lần nữa về em nào. Xin chào các anh, em là Thảo Anh. Em sinh năm 2K1. Rồi mọi người có muốn hỏi gì nữa không để bạn ấy giới thiệu thêm? Thôi mọi người làm việc luôn đây, hỏi gì nữa đâu. À làm việc luôn. Chắc là để tìm hiểu sau chị ạ. Ok. Rồi xin mời mọi người giới thiệu về bản thân mình cho Thảo Anh đi ạ. Em mời anh. Anh là Sơn, anh là Phụ Hồ. Thằng vuông nào mà sao đẹp trai dữ dằn vậy. Anh ở Hà Nội. Vâng. Anh đang làm Phụ Hồ. Xạo chó, xạo chó. Thằng anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 1987. 1987. Anh làm Phụ Hồ. Anh làm Phụ Hồ, có Phụ Hồ ăn mặc như thế này đi lên phố không ạ? Hôm nay mình đi lâu lắm rồi, mình chả được lên phố, mình mặc này cho nó oai tí. Cái thằng này! Mắt oai vào gì ạ? Dạ vâng. Thảo Anh, em nghĩ sao về Phụ Hồ mặc như này lên phố hết đôi? Chắc là Phụ Hồ. Phụ Hồ đi đâu chơi đấy ạ? Chưa mảnh tính bắt vai nào cả. Tính bắt vai à? Thật ạ? Tại sao lại thế? Vì em cũng thấy anh có... Gọi là cũng lớn tuổi ấy. Mình năm 36 tuổi rồi mà. 36 tuổi ạ? À? Không ai yêu vì là làm Phụ Hồ nên là người ta không có tiền để mang lại hạnh phúc cho người đó. Thôi ông im mẹ ám hồn đi. Hay là tiêu chuẩn của anh cũng cao? Không cao thế nào? Thế anh mẫu người yêu của anh như nào? Mẫu người yêu của anh? Còn như bạn đằng trước mặt không? Không biết được chứ không cần xinh. Chỉ cần là tính hết hợp với mình là được. Thế anh nhìn thấy bạn nữ có xinh không đã? Xinh, rất xinh. Xinh là đã ghi mắt được với cộng điểm cho người ta rồi đúng không? Đúng rồi, em cảm ơn. Bây giờ đến bạn này. Đây, giới thiệu nào. Mình tên là Thi, sinh năm 92 này, quê quán ở Hà Nội. Giới thiệu với bạn ấy nhá. Đang làm kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh về xe ô tô. Làm gì đấy? Kinh doanh về xe ô tô. Ừ không.
Chị chỉ hỏi về kinh doanh ô tô thì em có thấy ưng không? Cái này thì còn tìm hiểu thì em mới biết ưng hay không ạ. Ok, cảm ơn ạ. Đây xin mời anh. Anh tên Linh, anh sinh năm 95, hiện nay đang lái xe. Wow. Vâng, em cảm ơn. Em tên là Đỗ Tiến Đạt ạ. Em năm nay là sinh viên năm 2, em đến từ thành phố Hòa Bình ạ. Đến từ thành phố Hòa Bình. Vâng. Ok, cảm ơn em. Anh tên là Thế Anh. Ôi giời, anh đây đi. Sinh năm 96. Hiện tại anh đang làm bất động sản và cả kinh doanh thời trang online. Ôi. Có ghế chưa? Ghế chưa? Ôi, hôm nay công nhận là hôm nay toàn đại gia thật, hình như là vừa hôm nay em ấy có nói một vài cái tiêu chuẩn của em ấy, đó chính là em thích một người đàn ông có tài. Và ngày hôm nay vào chất lượng thật đấy ạ, tài thật đấy ạ. Vâng. Rồi, em thấy thế nào? Em thấy là em đã nhớ tên tuổi các thứ giới thiệu của các anh chưa? Bây giờ vào luôn cái vấn đề này nhá. Là chị sẽ có một thử thách dành cho 5 người, đó chính là thả thính làm sao để em ấn tượng nhất, để em chọn ra 2 bạn để ý vào vòng trong. Ok chưa? Ok ạ. Ừ. Ok. Cho anh đầu tiên luôn, mình đi đầu luôn ạ. Anh ơi, bên em là có một cái thử thách, đó là sẽ thả thính hay là dùng lời nói hay hành động để mà thả thính bạn ấy. Vâng. Đấy thì anh có câu văn thơ gì đấy không? Văn thả thính tán gái gì đấy không? Để anh buông hết ra cho anh. Anh thật thà lắm, anh không biết thả thính gì đâu. Thôi. Anh thì không giỏi văn thơ, nhưng mà anh muốn một người phụ nữ, anh lo cho mọi người phụ nữ hết cuộc đời này luôn. Anh lo được. Anh lo được mà. Anh lo được. Bố mày mất đầu tình yêu mày rồi đấy. Dù là nghề nghiệp của anh nó rất là thấp hèn trong xã hội, nhưng mà anh nghĩ rằng là anh sẽ lo cho người phụ nữ cơ. Mà khi mà anh yêu thương được ai đó. Được. Hảo án. Đối với em thì một người đàn ông mà sẵn sàng lo cho một người phụ nữ thì không bao giờ là thấp hèn cả. Tuyệt vời luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Rất là tốt. Rồi, anh còn lời nào nữa không? Anh cũng mong một người phụ nữ như vậy. Rồi, xin mời đến chàng trai này nhá. Bỏ qua được không? Đéo. Không được, làm sao lại bỏ qua được, cứ thoải mái thôi, nghĩ gì nói đấy. Đúng rồi, anh cũng chẳng có gì ngoài tình cảm cả. Anh nhìn chị đấy, anh nhìn gì đấy. Anh nhìn đấy. Ôi, toàn mặt. Sorry em. Đây, tán tình người này nha. Để anh chuyển sang bên này nhá. Không bỏ qua cho tới được. Khó quá. Nhưng mình không lời nói thì mình bằng hành động. Hành động như nào nhỉ? Rồi, tùy. Anh để khâu sau được không? Cút cơ mẹ. Thì thôi anh loại cũng được, tại vì hôm nay anh nói khó lắm. Không thể chịu. Thôi. Thế rồi. Đây, thế rồi em mời anh, xin phép mời anh. Anh à? Vâng. Anh thì anh cũng chẳng có vấn đề, hôm nay anh đến Hà Nội chơi mà anh gặp được em là vinh dự lớn của anh. Đấy. Anh ước ao rồi anh được ôm em một cái. Vã lắm rồi. Thể hiện tình cảm trước mặt bao nhiêu người. Là anh được ôm em một cái. Ôi giời ơi. Không có đâu. Bắt tay, nắm tay thì được. Nắm tay thì được á? Rồi, bắt tay. Bắt tay không, anh không muốn. Bắt tay anh, ngày nào anh cầm cũng làm cái ôm. Anh ơi, nhưng mà người ta cũng ngại, người ta vừa mới khái như này, người ta đã chủ động cho bắt tay thì bắt tay làm quen. Nào. Bắt tay em cả. Rồi. Tay em ấm thế. Tay trung tình. Đây, xin mời. Nào. Ước thì được ôm em một cái nó sướng ấy, bây giờ lại không được ôm thì mất cả hứng ấy. Sao mà đó được. Em chọn hành động rồi. Hành động, chọn hành động à? Sao mọi người làm sao nhỉ? Mọi người chả có ai cái gì mà nó tình cảm một tí nhở? Dỗi thật đấy. Đây xin mời bạn cuối cùng này, mong là đừng làm tôi thất vọng nhá. Lần đầu gặp ấy thì anh sẽ có một quà ra mắt cho em. Hả? Rất là may ấy, là hôm nay là anh mới đi thu nợ về. Là nợ về. Có từng đây. What? Đúng chèm không? Ủa gì vậy? Một tòa ra mắt. Anh biết dùng hành động thôi. Anh chỉ biết dùng hành động thôi. Món quà là em đến xem bao nhiêu tiền? Nó ở cái tập. Em biết bao nhiêu nhưng mà. Game này hay nhở, game này lần đầu tiên trải nghiệm game hay như thế này luôn các bạn ạ. Anh đi lấy là khoảng 10 triệu, không biết đúng không? Anh chưa đếm không?
Món quà này nó to quá, nó to quá ấy mọi người. Tôi chưa bao giờ luôn, thực sự là từ lúc tôi ghép đôi đến bây giờ tôi ghép bao nhiêu là đôi rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy là có cái màn gọi là mới đầu mở đầu nó như bao nhiêu tiền? 10 triệu ạ. Ôi 10 triệu. Nhiều quá. Thế em có thích không? Em có nhưng mà em nhận luôn rồi còn đâu nữa mà em nói. Ôi mọi người cứ nhìn cái gì các bạn, em giơ tay lên. Bạn nam ra mắt bạn nữ, món quà đầu tiên 10 củ luôn. Ui. Thế luôn, nhiều khi mình không thể hiểu được. Ít à? À không ạ. Nếu mà ít thì mình phải thử sức người nào chứ đúng không? Mình chê người ta ít. Chơi lớn như thế á? Chơi lớn quá. Anh thử xem mà anh có chơi lớn hơn không? Rồi. Mình không phải là người kinh tế, đâu là mình không dám. À, rồi. Ui. Anh còn nói gì được đâu, ý là ngoài cái hành động này ra thì anh thể hiện xong chưa? Cái màn gọi là thả thính ấy. Thật ra là anh còn có nhiều hơn nhưng mà anh không bằng tiền mặt. Nên là anh có bao nhiêu anh đưa nhiều thôi. Ôi, cứ tươi đấy. Nói một lời cảm ơn sâu sắc đi cho nào. Em run quá. Em run quá, em thích. Lần đầu tiên em được tặng, lần đầu tiên em gặp ai đấy mà được người khác, giờ ai người ta tặng như này. Em rất là cảm ơn tấm lòng của anh. Em cảm ơn nhiều. Để ôm cái đi. Ôm cái. Ôm mày ôm đi. Xin mời con trai chủ động đi, người ta ngại. Ơi. Thôi được rồi nhá. Bây giờ em này, đến phần quan trọng đó chính là 5 người. Phần 2 này là em sẽ chọn ra 2 người để đi vào vòng trong. Vâng. Em sẽ chọn ra 2 người thôi. Em xin phép được mời mọi người quay lưng lại đúng không ạ? Vâng. Ai sẽ là người may mắn để chọn vào vòng trong đây ạ? Chỉ có 2 người thôi nhá. Em có quyết định ở trong đầu chưa? Em vẫn cất tiền kỹ vào. Cất tiền kỹ vào, tí nữa đi ra lại chả thấy tiền đâu. Lại bảo chị đi ăn trộm của em chứ. Nào, có quyết định chưa, chọn ra 2 người nhá? Dạ vâng ạ. Chỉ đến 3 giây nhá. Bây giờ bạn nữ sẽ chọn ra 2 bạn ở trong đây để đi vào vòng cuối cùng ạ. Xin mời em. 3, 2, 1. Nhưng mà quyết định của em, nếu mà em chọn ai thì em sẽ chạm vào lưng người ta. Nào, xin mời. Đi. Phổ thân cái chân. Thôi mày đi chọn người yêu đi, mày dắt tao đi làm gì? Mọi người cổ vũ cho ai à? Anh Sơn là anh nào thì không biết nhá. Rồi anh chọn đi anh đầu tiên nào. Ủa gì á? Không có cái gì ngoài nhiều tiền. Wow. Đẹp trai, trung tình. Dạ. Anh vừa bảo anh làm phù hộ. À, vâng, anh nhà em làm phù hộ nhưng mà gọi là công trình lớn, công trình bự. À không, công trình nó hơi ấy thường. Người thường thì không vào được. À, rồi. Kiểu gọi là phải gọi là những người đẳng cấp nó mới vào được. À rồi, ok. Rồi cảm ơn ạ. Trông có vẻ anh khá là vấn khởi, người nhà đang rất cổ vũ cho anh đấy ạ. Anh cảm ơn. Vâng. Anh có lời nào muốn nói khi mà anh được vào đây, anh có lời nào muốn nói không? Anh cũng không biết được anh may mắn hay không ấy. Vì bản thân anh thì đây là một may mắn rồi. Đúng, may mắn rồi. À, đúng. Trong 5 người chọn ra 2 người có mình là may mắn rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ có một thử thách dành cho 2 người còn lại để chọn ra đúng một người nữa thôi nha em. Đó là thử thách về thể lực. Và anh có cảm thấy là anh tự tin về mình khỏe không? Anh không biết anh khỏe không nhưng mà anh thấy mình khỏe đến mức nào mình có cho phép mình thôi. Khỏe. Anh trả lời mông lung quá, không thể nào mà hiểu được là câu trả lời nó như nào luôn. Thôi được rồi, thử thách đó chính là bạn ở mà em mới bị ngã xe, thế nên là bế nhá. Bây giờ thử thách bế được không? Bế ngang ấy, bế squat ấy thì vẫn được đúng không? Không bị đau chân gì. Bế ngang thì đỡ đau. Bế được. Váy dài mà. Rồi ok, thử thách đó chính là bế bạn nữ ạ. À. Ai ở đây mạnh dạn hơn bế trước ạ? À? Sẵn sàng bế trước. Bế squat ạ. À.
như anh thì anh đi làm suốt ngày ấy, nên là thể lực hơi yếu ấy. Nhường trước được không? Ok, xin mời anh. Thôi mình lớn tuổi hơn thì mình... Được. Được rồi, xin mời anh. Thật ra là để anh nói một lời được không? À, nói với anh một lời. Thật ra là từ trước đến giờ là anh chưa bao giờ bế một ai cả. Tin chứ? Tin tất đéo là được. Bởi vì anh chưa có vợ mà. Vâng, nhưng mà mình bế người yêu cũng... Chứ chả nhẽ cứ phải anh phải cưới vợ thì anh mới không, bế á? Anh thì xuất phát từ sinh sống một làng quê, anh cũng thấy đô thành nó nhộn nhịp. Vâng. Nhưng mà đây là thử thách. Đây là thử thách mà mình đã tham gia chương trình rồi mà đi đến cái thời khắc như này mà anh bảo là anh chưa bế được và anh không bế thì quê vậy. Thì người ta bao nhiêu người người ta đang chứng kiến anh biết không? Camera đây à, ghi lại là mấy triệu người xem được đấy. Thế nên là thôi thì mình con trai mà mình mạnh mẽ thì hiện ra cho con gái là người ta xem là tài năng đến đâu, anh bế được mấy cái cũng được, tùy anh. Anh bế được mấy cái cũng được. Thực ra là mình chưa bế phụ nữ bao giờ. Lừa rồi thề. Nhưng mà sợ anh không làm được lắm nào. Anh cứ thử thôi. Mình chưa thử làm sao mà mình biết được. Có nên làm không ạ? Không. Bây giờ có thử thách là bế cả nhà, cổ vũ cho anh đi. Đấy, mọi người cổ vũ rồi, xin mời anh. Nhưng mà mai mình sợ lên các trang mạng lắm. Đúng rồi, làm tồi luôn. Rồi em xin mời anh. Mọi người cho anh Sơn chào một tay để bế bạn nữa nào. Rồi, mọi người rất nhiều ạ. Cố lên anh, em tin anh được. Em tin rồi, em tin. Xin mời. Anh sợ anh không bế được em là. Nào em bước đi một bước nữa rồi, xin mời anh. Anh ơi, mọi người ủng hộ anh rất là nhiệt tình rồi. Bây giờ chỉ còn cái sức mạnh tinh thần lớn nhất của anh nữa thôi mà bạn ấy đang rất là nôn nóng rồi. Quan trọng mình tự tin đến đâu thôi. Một cô gái xinh đẹp như thế này. Đấy, người ta đã chụp đâu rồi. Anh ngồi xuống thế. Anh có bao giờ tập thể dục thể thao không? Anh cũng có. Thế thì anh biết squat không? Lên xuống. Xuống vài cái thôi. Đấy, em mời anh với lại nhẹ mà đúng không? Xin mời em. Nào, xin mời làm lại một cái nào. Rồi. 3. Wow. Rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Được không? Em thấy thế nào? Khỏe đấy chị ạ. Khỏe đấy. Thế mà anh lại bảo là anh không làm được, anh không tự tin. 4 cái. 36 mùa xuân này anh chưa bế ai cả. Bây giờ anh được trải nghiệm rồi. Đúng không? Anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy tự tin hơn ấy. Anh thấy tự tin hơn thì anh còn phải tự tin hơn nữa. Đúng không? Rồi bây giờ đến chàng trai này, xin mời. Xin mời bạn. Nào. Khổ thân con bé nó cứ khập khiễng rồi. Trên trời sao lại như thế này? Sao thế? Quê vậy? Sao thế này? Sao lại chàng trai trông cũng gọi là trẻ như thế này mà yếu hơn anh ạ? Có 2 cái thôi. Ôi bạn ơi. Yếu 2 cái anh bù 2 tờ nhá. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết tiệt. Ảo thật đấy. Anh này là cứ dùng tiền để mua chuộc tôi ạ. Thế nhưng mà... Ôi! Đây có phải là một người mà anh không giỏi cái gì cả nhưng mà anh có tài chính đúng không mọi người? Đúng. Mày khá mà gọi. Em có thích người như thế không? Tự dưng em hồi hộp quá. Em hồi hộp, cứ thấy tiền là em lại cười rồi. Hôm nay nhiều cảm xúc quá nên là em hơi rối bời. Đầu tiên trải nghiệm một game ngay như thế này. Chị cho em có cảm thấy thích hay không thôi. Có hay không thôi. Em có ạ. Em có ạ, à? Em thích à? Bố mày mặt đầu thì yêu mày rồi này. Thích cười tươi lắm luôn mọi người.
Được rồi, xin mời anh đứng xa xa đây một tí nào. Anh có thấy chàng trai bên cạnh không? Nếu mà cứ yếu cái gì cái là lại bỏ tiền ra để mua chuộc. Thì anh có cái gì muốn tặng bạn ấy không? Ngoài vật chất ra thì còn cái gì muốn tặng bạn ấy không? Gửi gắm lời gì á? Thật ra là đối với anh ấy, tiền bạc nó không quan trọng. Tiền rất quan trọng. Người ta bảo tiền không một hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc phải nuôi dưỡng bằng tiền. Đúng, đúng. Nhưng mà nếu là người phụ nữ của anh ấy thì anh sẽ lo cho họ được hết cuộc đời này cơ. Cái chưa. Thật sự rất khó hạnh phúc nếu mình không có tiền. Anh thì Không vô trường, không hình thức. Anh là người phụ hồ mà. Thế ông anh là kiểu như thế nào ạ? À không, anh xuất phát là người lao động, anh là người làm thuê. Ai cũng làm thuê mà. Khi đó là một người của mình ấy, thì anh sẽ lo được cho người đấy hết cuộc đời này. Có nghĩa là bây giờ là bạn ấy chưa phải là của anh nên là anh chưa lo đúng không? Bây giờ nó tiến đến một cái cung bậc khác, nó lên một nấc thang mới. Vâng. Thì cái nó sẽ khác. anh nghĩ thế nào về đối thủ của mình đang đứng ở đây? Anh bạn không, ấy anh rất không, là lạnh lùng ít nói thôi, nhưng mà anh không đánh giá người khác. Nhưng mà là nếu mình có một con mắt nó sâu sắc hơn thì mình sẽ lựa chọn được người sâu sắc hơn cho cuộc đời của mình. À rồi. Ok luôn bạn ơi. Rồi nhá, nhưng mà chương trình cũng chỉ có giới hạn. Được. Thế nên là bây giờ xin phép là lại mời hai người đàn ông quay lưng lại và chỉ chọn ra một người để đi vào vòng trong để ghép đôi thôi ạ. Okay. Dạ vâng, xin mời. Bây giờ là quyết định của em chỉ được chọn một trong hai người để đi vào vòng trong tìm hiểu sâu hơn thôi. Các bạn ơi, 30 giây à? 30 giây. Căng thẳng thế nhở? Công này cổ vũ cho bạn nữ một tràng vỗ tay nào. Cổ vũ cho bạn nữ một tràng vỗ tay nha mọi người ơi. Không phải nghe ý kiến của mọi người, mình hãy nghe con tim mình. Cảm ơn. Từ từ, anh có cảm nghĩ gì không ạ? Đây đi ra đây. Anh cảm ơn em nhé. Cảm ơn em cho anh một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Thật ra đối với anh thì những cái gì mà mình nhìn nhận ấy, nó phải sâu sắc. Nhìn người bình thường có thể là phụ hồ thôi, nhưng mà sẽ có thể lo cho em hết cuộc đời này được. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn. Bản thân em luôn luôn nghĩ một điều gì đấy rất là sâu sắc. Luôn luôn nghĩ, em có nghĩ. Nhưng mà tại vì là nay anh em hỏi anh ở đâu thì anh bảo là anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Nhà anh ở Hà Nội nhưng mà anh rất là thành phố. Vâng, em sợ yêu xa. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. What? Cái gì đấy mọi người vừa nói gì đấy? Thế như nào khi anh Sơn phải ra vậy? Xin được trân trọng chia buồn với bạn. Sai lầm lớn nhất bạn mang trong cuộc đời này là đánh mất anh Sơn khi tuổi đôi mươi. Anh Sơn, anh có mấy cái tên cổ ngoài Hà Nội dạ? Vãi cả đái. Bạn rất chia buồn với bạn. Bây giờ làm sao đây? Nhưng mà không sao, anh Sơn sẽ về với chúng tôi dạ. Ngoài này có rất nhiều cô gái, anh yên tâm dạ. Bạn bị kinh rồi. Có nhiều nhà, nhiều xe, các thứ thì sao đúng không? Okay. Nhưng mà không là đẹp trai anh thôi được. Ok, cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trưởng thành, đẹp trai, giám đốc kinh doanh. Giám đốc kinh doanh. Thế chính đó là anh ngay từ đầu anh đã lừa dối rồi. Anh lươn rồi. Lươn lẹo. Anh lươn ngay từ đầu rồi, anh đúng, bảo đúng. Là anh là phụ hồ nhưng mà hóa ra anh làm giám đốc. Sao anh lại lươn thế? Giám đốc kinh doanh cấp cao luôn. Nhưng mà anh nói là anh làm phụ hồ. Nói chung là em chỉ nói như này thôi, đó là anh ấy vừa đẹp trai đúng không ạ? Vừa nhiều tiền lại còn biết khiêm tốn nữa. Ôi kìa em. Là không biết chọn thì không hiểu con gái cũng kiểu gì. Anh nói là giám đốc đầu nó khác. Không, không bây giờ mà mình nói là mình nhận là giám đốc thì bây giờ người ta lại yêu thì cái gọi là nó không được gọi là đến với nhau từ hai trái tim đồng điệu với nhau. Đúng không ạ? Đồng điệu. Đúng rồi. Nên là mình phải gọi là khiêm tốn một tí. Nhưng mà vấn đề ở cái chỗ là người ta thực tế luôn. Chắc là như thế. Thế thì anh tôi không phù hợp với anh tôi rồi. Yes. Anh tôi là những người phải là đồng điệu từ tâm hồn. Mày cầm mồm đi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ôm anh đi em ơi. Ôm anh đi em ơi. Ôm anh đi em ơi. Anh tên là Thế Anh. Anh sinh năm 96. Hiện tại anh đang kinh doanh và làm bất động sản. Nhưng mà khoan đã này,
cho mình hỏi một tí, nhưng mà có tập thể dục thể thao gì không? Chứ con trai kiểu gì mà bế người ta hai cái đã lăn đùng ra rồi ấy. Cũng thời gian của mình hơi hạn hẹp ấy, nên là mình không tập thể dục thể thao ấy. À, thế nhưng mà cái gì cũng giải quyết bằng tiền à? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Thì 30 phút mình có thể không đủ, nhưng mà mình có thể cho bạn ấy đếm tiền được 30 ngày. Ôi trời ơi, hay quá, thật sự luôn ấy, lần đầu tiên mình thấy có một người tham gia kết đôi nó lạ lùng như thế này, nó thực tế như thế này. Rồi em cảm thấy như nào với cái câu nói vừa rồi, bạn ấy bảo là có thể ở đây 30 phút không làm em sướng được luôn. Thế nhưng mà về nhà cho đếm tiền cả 30 ngày, em thấy thế nào? Đối với em thì một người đàn ông luôn luôn cần có 3 tiêu chuẩn, đó là bảo vệ, chăm sóc và chu cấp. What? Thì em nghĩ là cái điều đấy thì em thấy khá là phù hợp với lại những gì tiêu chuẩn của em đặt ra. Rồi ok. Nào tìm hiểu sâu hơn nữa đi, em có sở thích gì? Em có sở thích gì? Em thích chơi game. Rất nhiều game, đặc biệt là Audition, Out 2 và Out Beat. Em cũng muốn có người yêu chơi được game đấy với em. Hỏi anh xem biết chơi. Anh có biết chơi game không ạ? Anh biết chơi nhưng mà từ ngày xưa, bây giờ anh đi làm ít thời gian ấy. Nhưng mà không sao, em thích chơi game đúng không? Thì anh có thể chu cấp cho em chơi game. Wow, sướng thế. Anh có thể chu cấp. Ý người ta là tìm người chơi cùng chứ lại chưa gì đã chu cấp. Anh cũng có thể học chơi game mà. Em có thích kiểu mấy bộ cánh trong game nữa, anh có thể chu cấp được không? Được luôn. Một bộ chứ 10 bộ anh cũng chu cấp được. Đúng không? Lại móc tay vào túi cái gì đấy? Cái gì đấy chị? Ôi trời ơi. Một rồi. Tao là ai? Đâu là đấy? Kỳ lạ thật. Đưa xem để mua một cái trong game nhá. Điều hiểu con man. Bây giờ làm sao đấy? Tôi thì đôi khi tôi không biết là tôi đứng đây để làm gì. Bởi vì là nói cái gì cũng thấy là bỏ tiền ra như này thì làm sao mà kết đôi được? Sao mà đó được? Nó nói cái gì với nhau đi. Em rất cảm ơn anh, bởi vì trong game có rất là nhiều quần áo đẹp. Em sẽ dùng số tiền này để mà đầu tư vào game của em. Rồi. Phải làm gì đi chứ, phải tặng cho người ta một cái gì. Từ nãy đến bây giờ người ta cứ tí là người ta như thế rồi. Em cứ cảm ơn bằng lời nói thế thôi á. Người ta hành động như thế em chỉ cảm ơn bằng lời nói thôi. Em phải đáp trả lại bằng cái gì đi. Gần đêm rồi xong là lãi được bao nhiêu tiền cất hết đi rồi. Bao nhiêu tiền rồi? Nhưng mà nếu mà như thế người ta bảo là mình bịt vì tiền mà như vậy thì sao em không? Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là em cũng phải đáp trả lại người ta, đấy là một cái lễ nghĩa, hiểu không? Đúng, bây đúng. Giờ thì chủ động hơn đi xem nào. Ôm anh đi em ơi, ôm anh em ơi, ôm trời ơi, em không bình đẳng. Thôi được rồi, còn hỏi nhau cái gì không? Đối với em thì trong tình yêu thì cần một người đấy, như có em cũng vừa nói rồi đấy, bảo vệ, chăm sóc và chu cấp. Bảo vệ, chăm sóc và chu cấp. Đó là những cái mà em quan trọng nhất. Đặc biệt là em cũng muốn tương lai sau này con của mình sẽ có những tương lai tốt, nên là em cũng muốn là người đàn ông phải có nhiều tài. Có nhiều tài. Tài, đặc biệt là tài chính. Tài chính à. Ôi giời ơi. Rồi hiểu. Thế có nghĩa là thích một cái người đàn ông mà chiều chuộng, yêu thương mình, hiểu mình đúng không? Đúng. Hiểu như nào? Khi mà em mệt thì có thể Tinh tinh. Em muốn đi du lịch thì có thể đưa em đi luôn. Rồi, ảo thật đấy. Bạn nam thấy như nào? Thấy cái quan điểm như này của bạn nữ thì bạn đánh giá sao? Quan điểm mình cảm thấy là rất là thực tế. Đúng. Và mình đáp ứng được. Hảo á? Hảo á? Có phải anh gặp ai lần đầu tiên anh cũng như này không ạ? Em phải biết rằng là khi người ta kinh doanh ấy thì người ta tiêu dùng rất là thông minh. Mà không phải ai cũng như thế. Có nghĩa là đầu tư này là có tính toán rồi đấy em. Lừa rồi. Không phải ai cũng như thế, thế là tại sao lại như thế với bạn ý? Đầu tư về kinh doanh ấy thì đầu tư chỗ này có thể thua về chỗ khác. Nhưng ví dụ mình đầu tư này, mình sẽ lấy lại cái khác. Hiểu kiểu gì? Đầu tư này là có kế hoạch rồi này. Này tính toán quá nhờ, tình yêu này tính toán quá cơ. Nếu mà anh cho em tài chính thì em cho anh lại được cái gì? Nani? What the hell? Nếu mà anh cho em tài chính thì em cho lại anh được cái gì? Em thì tin được, thề với cả các bạn. Em chắc chắn là khi mà một người đàn ông đầu tư vào em thì không bao giờ lỗ. Thật là vãi trưởng. Em rất là tự tin về khả năng mang lại hạnh phúc và chữa lành của mình. Vỗ tay. Nếu như mình thành đôi
thì anh có sẵn sàng hàng ngày đi làm về và sẽ cùng đua top với em trong Out 2, Outbeat và Audition không ạ? Nếu mà đi làm về, nếu mà hôm nào anh không mệt, anh có thể cùng em chơi game và đua top. Thế nhưng mà người ta vừa nãy người ta bảo người ta yếu yếu ấy, thì cái đấy tính sao ấy nhỉ? Chắc gì lại yếu. Sao ở đây lại thấy yếu thế? Cơ bản là dạo này mình cũng lười tập thể dục nhiều, kiểu trời lạnh ấy, cũng ngủ nhiều ấy. Em coi trọng chuyện kia hay là tài chính hơn? Em nghĩ là chuyện kia thì dù gì thời gian dài nó cũng sẽ bị nhạt dần ấy. Em nghĩ là cái tài chính nó vẫn là cái bền. Nó bền hơn. À. Quá chuẩn luôn. Hay quá. Thôi được rồi nhá. Ở đây không có cái câu chuyện tài chính tài lẻ gì nữa. Bây giờ mình đi đến quyết định đi. 5 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Mời bạn lại vào đây. Quay xe rồi mọi người. Cho mình hỏi là bạn quay đi như thế là sao? Mình cảm thấy bạn gái phù hợp với mình, nhưng mà mình cảm thấy là bạn ấy khá là thực dụng. Khá là thực dụng? Dạ. Tại sao? Tại vì nhưng mà thấy mình thấy từ nãy giờ bạn cũng rất là ủng hộ với mọi thứ của bạn ấy mà. Thế em có muốn hỏi người ta cái gì không? Nhưng mà người ta quay lại với bạn. Bạn có muốn hỏi cảm xúc của người ta như nào khi mà bạn không quay lại không? Mình nghĩ là không cần biết. Không cần biết luôn. Em có lời nào muốn nói, lời cuối cùng muốn nói với bạn đi không? Em tôn trọng quyết định của anh đấy. Em không có lời gì hết cả. Em tôn trọng quyết định của bạn trai. Nhưng mà cái số tiền thì có cho rồi đúng không? Em cảm ơn, em xin. Em xin à? Thật ra là anh cũng muốn tìm người yêu ấy. Nhưng mà anh cảm thấy là anh với em ấy thì sẽ hợp một quan hệ khác hơn là người yêu. Thật là vãi chưởng. Không quay lại, chỉ làm bạn thôi đúng không? Nhưng mà anh vẫn muốn là kết bạn với bạn ấy. Rồi. Thế thôi thì mình không làm người yêu, thì mình bắt tay làm bạn vậy. Bắt tay. Rồi dắt bạn ấy ra ngoài giúp mình được không? Okay. Rồi, cảm ơn. Ở ngoài kia. Ôi mọi người ạ. Lần đầu tiên tôi ghép đôi với một đôi nó như thế này mọi người ạ. Nó rất là nhiều drama luôn ấy. Nhưng mà bạn nữ vẫn chưa kết đôi được thành công. Thế nên là nếu mà ai mà muốn được kết bạn, được giao lưu hay là chơi game của bạn nữ thì các bạn có thể lên O2, Audition và Obit để có thể để kết bạn làm quen bạn nữ nhá. Và bây giờ thì ghép đôi tiếp thôi.